Trần Văn Trung sinh ngày 14 tháng 2 năm 1926 trong một gia đình nho giáo tại Hương Trà, Thừa Thiên, miền Trung Việt Nam. Thuở nhỏ ông là học sinh trường tiểu học Hương Trà, sau đó học ở trường trung học tư thục Thuận Hóa, Huế. Năm 1945, ông tốt nghiệp trung học phổ thông tại Huế với văn bằng tú tài bán phần. Được bổ dụng làm công chức ngoại ngạch tại Huế một thời gian ngắn trước khi gia nhập quân đội. Cuối tháng 9 năm 1948, thi hành lệnh động viên, ông nhập ngũ vào quân đội Liên Hiệp Pháp. Theo học khóa một bảo đại sau cải danh thành khóa Phan Bội Châu tại trường Võ Bị Huế, khai giảng ngày 1 tháng 10 năm 1948. Ngày 1 tháng 6 năm 1949 mãn khóa tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy hiện dịch. Ngay sau khi ra trường ông được cử đi tu nghiệp khóa căn bản bộ binh tại trường Võ Bị Xanh Sai Pháp. Năm 1950, sau khi mãn khóa về nước, ông phục vụ quân đội quốc gia và được cử làm trung đội trưởng trong đơn vị bộ binh. Qua năm 1951, ông tiếp tục được cử đi học và tốt nghiệp thủ khoa khóa chỉ huy và chiến thuật tại Trung tâm huấn luyện chiến thuật Hà Nội. Cùng năm ông được thăng cấp trung úy, được cử làm chỉ huy trường trường võ bị địa phương Trung Việt. Đầu năm 1954, ông được thăng cấp đại úy và được bổ nhiệm làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 27 Kinh binh Việt Nam hoạt động trên vùng châu thổ sông Hồng. Sau Hiệp định Geneva 20 tháng 7 năm 1954, ông cùng tiểu đoàn di chuyển vào Nam tháng 11 năm 1955, sau khi chuyển sang phục vụ quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ông được thăng cấp thiếu tá, vẫn tiếp tục làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 27. Đầu năm 1957, ông được thăng cấp trung tá và được cử làm giám đốc nhà chiến tranh tâm lý thuộc Bộ Quốc phòng kiêm trưởng phòng 5 thuộc Bộ Tổng tham mưu thay thế trung tá Nguyễn Phước Đảng. Tháng 10 cùng năm, ông được cử đi làm tùy viên quân sự ở Pháp thay thế trung tá Quách Xến. Tháng 10 năm 1958, ông được thăng cấp đại tá tại nhiệm tháng 10 năm 1960, mãn hạn tùy viên quân sự, về nước ông được cử làm thanh tra thanh niên khu vực Bắc Cao Nguyên Trung Phần. Đầu năm 1963, ông được cử làm tham mưu phó nhân viên thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Sau cuộc chỉnh lý ngày 30 tháng 1 năm 1964 của tướng Nguyễn Khánh, đầu tháng 2, ông được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng trường Võ Bị Đà Lạt thay thế thiếu tướng Trần Tử Oai. Tháng 6 cùng năm bàn giao chức vụ chỉ huy trưởng trường Võ Bị lại cho chuẩn tướng Nguyễn Văn Kiểm để tái nhiệm chức vụ tham mưu phó nhân viên kiêm trưởng phòng một bộ tổng tham mưu. Đầu năm 1965, ông được cử làm trưởng phòng tổng quản trị bộ tổng tham mưu thay thế thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn. Thường tuần tháng 2, bàn giao chức vụ trưởng phòng tổng quản trị lại cho đại tá Bùi Đình Đạm. Trung tuần tháng 2 cùng năm, ông được bổ nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng trường bộ binh thủ Đức thay thế chuẩn tướng Cao Hảo Hớn đi làm tư lệnh biệt khu 24, Con Tùm. Ngày kỷ niệm 2 năm ngày cách mạng thành công 1 tháng 11 cuối năm, ông được thăng cấp chuẩn tướng tại nhiệm. Thường tuần tháng 12 năm 1966, bàn giao chức chỉ huy trưởng trường bộ binh lại cho thiếu tướng Bùi Hữu Nhơn để đi nhận chức phụ tá tổng tham mưu trưởng kiêm tổng cục trưởng tổng cục chiến tranh chính trị. Ngày quân lực 19 tháng 6 năm 1968, ông được thăng cấp thiếu tướng tại nhiệm. Tháng 7 năm 1971, ông được thăng cấp trung tướng tại nhiệm. Trưa ngày 30 tháng 4, ông cùng vợ và các con nhỏ di tản bằng đường biển đến Vịnh Su Bích thuộc Philippines. Đến tháng 7 năm 1975, ông xin đi định cư tại Paris, Pháp. Năm 1979, ba người con lớn của ông gồm hai trai. Một gái từ Việt Nam cùng sang Pháp đoàn tụ